Xin chào shop và tất cả những bạn đang mê xe. Mình xin giới thiệu, mình là Hưng. Mình đã mua chiếc xe này được hơn một tuần và mình đã trải nghiệm nó. Hôm nay mình làm một bài đánh giá gửi đến các bạn về shop cho những ai yêu mua xe đẹp. Thì nói thật là khi mà mình tìm hiểu về xe đẹp thì mình thấy rất là nhiều thông tin ở trên mạng và rất nhiều là cái tầm giá khác nhau, nhưng mà để kiếm một chiếc xe ở trên mạng thì rất là khó. Và tình cờ mình đã thấy được shop thể thao vip.com, xe đạp thể thao vip.com có bán một chiếc xe địa hình như ý mình mong muốn mà giá cả rất là hợp lý, nên là mình đã quyết tâm, mình đã quyết định là mình sẽ tìm hiểu về nó. Và sau những cái ngày tháng mà mình suy nghĩ và tìm hiểu tất cả các dòng xe khác thì mình đã chọn shop Hạ Lam và thể thao vip.com để mình xe đạp thể thao vip.com để mình mua chiếc xe này. Sau những ngày tháng trải nghiệm thì mình thấy là chiếc xe này hoạt động rất ổn định, không có gì phải phải làm phiền các bạn cả, nhất là cái bộ giảm xóc trước thì nó cho mình cái cảm giác đi vào những cái cung đường địa hình rất là tốt, vỏ rất là ôm đường, chiều cao lái thì thoải mái, và màu sắc của xe thì rất là ấn tượng. Mình có thêm một cái ít phụ kiện trên xe như là đèn sau, đèn trước để khi đi ban đêm, vì đi ban đêm hoặc là đi vào buổi sáng sớm sẽ an toàn hơn cho các bạn. An toàn hơn cho mình. Đó. Và mình xin cảm ơn shop vì shop đã làm việc rất là chuyên nghiệp. Thì sau chỉ cần mình gọi điện thoại đặt hàng thì shop đã tận tình đóng gói và gửi cho mình ngay trong thời gian sớm nhất để mình có thể nhận được chiếc xe như ý mình mong muốn. Và các bạn, nếu mà các bạn có mong muốn là mình sức khỏe của mình sẽ ngày càng tốt hơn thì mình mà không có thời gian nhiều và cũng không có nhiều tiền thì mình cũng khuyên các bạn là tìm đến cái bộ môn xe đạp này, nó vừa tiết kiệm được chi phí, thì vì mình chỉ đầu tư có một lần mà thôi. Đó. Còn sân bãi này kia thì mình có thể là mình chạy ở xung quanh đường xóm nhà mình, nhưng mà khi chạy thì các bạn cũng nên để ý đến tình hình giao thông xung quanh của mình, cần quan sát xung quanh nhiều và kiếm thêm nhiều các phụ kiện để mà an toàn hơn cho bạn và những người xung quanh khi mà giao thông lưu thông. Đây là hình ảnh của chiếc xe của mình. Mình đã gắn được cái thêm được cái giá bình nước và một cái đèn đèn hậu phía sau khi đi buổi tối đó. Đây là những phụ kiện mình nghĩ là các bạn nên gắn cho xe của mình, là cái đèn sáng, cái đèn chiếu sáng buổi tối này khi các bạn mà đi này nó sẽ an tâm hơn. Cuối cùng là mình xin cảm ơn shop vì thể thao vip, xe đạp thể thao vip.com làm việc rất là chuyên nghiệp. Bạn chỉ cần đặt hàng thôi. Khi mà bạn thấy xe rồi, bạn kiểm tra xe, nếu mà đúng á, thì bạn ấy sẽ giao tiền cũng được. Đó. Shop cũng không có phàn nàn về cái vấn đề là cọc trước hay là cọc sau gì hết. Đây, các bạn cứ kia xem đi những hình ảnh của xe của mình. Đó. Và mình sẽ nghĩ rằng là mình với nó sẽ gắn bó lâu dài vì cái mục đích là sức khỏe của mình. Đó. Vâng, vừa rồi là những chia sẻ của anh Hưng ở Đồng Nai đánh giá về chiếc xe đạp Sawasaki 480 và đánh giá chất lượng phục vụ của shop xe đạp thể thao vip.com. Vâng, khi anh đến với shop thì anh cũng chia sẻ rất nhiều, anh muốn tìm một chiếc xe tốt phù hợp với lại giá tiền cũng như phù hợp với địa hình, phù hợp với nhu cầu của anh. Và khi anh mua được xe thì anh cũng rất là hài lòng, cũng như rất nhiều khách hàng khi đến với shop xe đạp thể thao vip.com.
thì khi nhận được sản phẩm cũng như là dịch vụ phục vụ của chúng tôi thì hoàn toàn hài lòng và yên tâm. Và sau đây là trích đoạn của video gửi hàng cho anh Hưng ở Đồng Nai, mời bạn cùng xem. Xe đạp thể thao vip.com xin chào bạn. Trong video này, shop sẽ tiến hành gửi 2 chiếc xe đạp Sava cho khách hàng đã đặt mua bên shop xe đạp thể thao vip.com chúng tôi. Vâng, một chiếc là của anh Tâm ở thành phố biển Khánh Hòa, và chiếc xe đạp thứ hai là của anh Hưng ở Đồng Nai. Vâng, Đồng Nai thì có rất là nhiều đặc sản cũng như là đường thì tuyệt đẹp, và việc mua một chiếc xe đạp địa hình tốt thì là trải nghiệm những cung đường này thì tuyệt vời luôn. Và đây là hai chiếc xe và của hai anh đã đặt. Và khi các bạn đến với shop xe đạp thể thao vip.com thì các bạn sẽ nhận được sự tư vấn chuyên sâu về kỹ thuật và rất là nhiệt tình, bởi shop luôn phụng sự để dẫn đầu đó nhé. Vâng, đây là chiếc xe đạp Ki 480.3 mà anh Hưng ở Đồng Nai đã đặt bên shop. Vâng, anh đã tìm hiểu và được sự tư vấn của bên shop rất là nhiều nên anh đã chốt mua ngay rất nhanh. Ở với địa hình Đồng Nai thì những con đường đổ đèo đổ dốc cũng có khá nhiều, và chiếc xe đạp 480.3 này thì là một sự lựa chọn tuyệt vời, một sự lựa chọn rất là chuẩn luôn. Đây, 480.3 khung nhôm và nhá, cũng được xử lý mối hàn này, sơn công nghệ ô tô rất sáng bóng đó. Đây, màu cơ đức và Ki 480 đây, công ty Sava của Đức đã thiết kế chiếc xe đạp này rất là đẹp luôn. Cũng là một chiếc cột dầu đây bạn nhé, cột dầu bạn để ý này, những dòng cột dầu mà có cầu đúc, đây cầu đúc chuẩn của nó rồi. Đây, ti khóa dầu đây, ti khóa cuộc, khóa hành trình đây, chỉ xuất hiện ở những dòng xe đắt tiền thôi. Tiếp theo, xe này cũng được sử dụng bộ đùi đĩa Xten của Rover các bạn nhé, bộ đùi đĩa trục rỗng cũng ở những dòng xe đắt tiền bạn mới thấy được ạ. Rồi, đặc biệt ở chiếc xe đạp này được sử dụng cùi đề hay được gọi là gạt nít đấy ạ, Shimano Deore XT, và rất là đẹp, rất là chuẩn luôn, cũng 10 lít đó. Xe này khác biệt ở dòng 480S này thì sử dụng rúp Shimano M6000, còn dòng 480.3 thì được sử dụng Shimano Deore XT bạn nhé. Còn xe này cũng được sử dụng cặp nốt Michelin Cao Chi đó, hai xe có sự một số sự tương đồng nhất định. Vâng, bạn muốn đang tìm hiểu, muốn đang mua xe, muốn biết chi tiết của hai chiếc xe đạp này, vui lòng truy cập trang web xe đạp thể thao vip.com. Bên shop đưa thông tin rất là chi tiết, và shop cũng đưa những video lên kênh YouTube ở dưới phần mô tả, quay cận cảnh chi tiết hai chiếc xe đạp này nhé. Một chiếc là 480S và một chiếc là 480.3. Bạn thích chiếc nào thì chọn chiếc đấy. Hiện nay mua online không phải là sự khó khăn gì hết. Quan trọng bạn biết tìm đúng shop, đúng địa điểm. Bạn chỉ cần gọi điện đặt hàng thì xe sẽ chuyển về đến tận nhà cho bạn. Và hai chiếc xe đạp này hay những chiếc xe đạp khác nhập khẩu chính hãng thì tất cả những chi tiết chính thì đều được lắp và cân chỉnh từ nhà máy hết rồi bạn nhé. Như bạn nhận được chiếc xe đạp này, bạn chỉ mất tầm khoảng 10 phút đấy, bạn chưa quen thì mất tới 15 phút thì bạn sẽ hoàn thiện được chiếc xe đạp này. Chỉ cần lắp bánh trước, tay lái, yên, bê đan là xong bạn nhé. Số cũng đều làm những video hướng dẫn về kỹ thuật. Và bạn đừng quên đăng ký kênh đấy, shop sẽ đưa những sản phẩm mới nhất, những chia sẻ về kỹ thuật để bạn sẽ là người đầu tiên nhận được những video mới này. Và ở đây shop cũng đóng sẵn một chiếc Sava Ki 480.3. Vâng, mình sẽ quay thoáng qua để bạn nhìn thấy vẻ đẹp tinh tế, vẻ đẹp tuyệt vời của chiếc xe đạp này bạn nhé. Đó, chiếc xe đạp này thì sử dụng cặp lốp này thì đi địa hình thì tuyệt vời luôn, rất đẹp, rất tuyệt vời luôn. Vâng, một lần nữa cảm ơn bạn đã xem video. Bạn còn câu hỏi nào đừng ngần ngại, hãy gọi điện ngay cho shop qua số điện thoại 0983315936 hoặc để lại comment bên dưới, shop nhận được tin của bạn sẽ phản hồi lại cho bạn được luôn. Vâng, và đặc biệt shop hiện nay nhận đặt hàng từ web xe đạp, trực tiếp từ web xe đạp thể thao vip.com, hoặc đặt hàng qua số điện thoại 0983315936, Zalo shop sẵn sàng phục vụ tất cả các bạn trên toàn quốc. Và bây giờ shop sẽ đóng nhanh hai chiếc xe đạp này thì trong 10 ngày tới hai anh
ở Khánh Hòa và ở Đồng Nai sẽ nhận được. Và một lần nữa cảm ơn bạn đã xem video. Cảm ơn anh và tất cả các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.